Ở trong hướng dẫn đầu tiên, mình đã chia sẻ với các bạn tất cả những nút ở trên chiếc máy này. Và các bạn cũng biết rằng chúng ta có thể thay đổi cân bằng trắng bằng phím tắt, đúng không? Nhưng mà ở trong đó thì rất là cơ bản, thì các bạn chỉ biết là chúng ta thay đổi đơn giản thôi. Và trong video này, mình và các bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về cân bằng trắng để các bạn hiểu rõ cách sử dụng như thế nào, cũng như là cài đặt ở trong menu ra sao ha. Để cân bằng trắng ở trên chiếc máy thì các bạn hãy nhấn phím VWB ở phía sau thân máy ha. Phím này giúp chúng ta thay đổi cân bằng trắng nhanh hơn so với ở trong menu ha. Các bạn hãy giữ phím VWB ở phía sau thân máy ha. Bây giờ chúng ta xoay con lăn ở phía sau thân máy. Chúng ta sẽ đi qua được chế độ cân bằng trắng Reset, có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng một tấm gray card màu xám đó, và chúng ta chụp vào tấm gray card đó để lấy mẫu, và chiếc máy sẽ phân tích và đưa ra một mức cân bằng trắng đúng ở trong môi trường các bạn chụp. Tiếp tục xoay con lăn qua bên phải thì các bạn sẽ thấy chiếc Nikon D750 chuyển qua chế độ cân bằng trắng tự động. Nó sẽ dựa vào hệ thống đo sáng ở trong thân máy để phát hiện nhiệt độ màu ở trong môi trường và đưa ra một mức cân bằng trắng chính xác. Và mình thấy rằng chiếc Nikon D750 đưa ra mức cân bằng trắng rất là tốt và rất hiếm khi bị sai. Trường hợp các bạn thấy rằng chế độ cân bằng trắng tự động không được tốt như mong muốn thì các bạn có thể tùy chỉnh thêm bằng cách giữ phím VWB ở phía sau thân máy ha, và xoay con lăn phía trước. Các bạn sẽ thấy chúng ta điều chỉnh được phần white balance shift ở phía trên. Các bạn muốn ảnh vàng hơn, đỏ hơn thì các bạn có thể xoay như vậy. Các bạn thấy chúng ta muốn xanh hơn thì chúng ta xoay ngược lại mà thôi. Cách này giúp chúng ta bù trừ vào chế độ cân bằng trắng tự động để bức ảnh của chúng ta có màu sắc đúng như mong muốn, và chúng ta dễ kiểm soát hơn so với chế độ cân bằng trắng tự động hoàn toàn ha. Tiếp tục giữ phím VWB và xoay con lăn phía sau ha, thì các bạn sẽ qua được các chế độ cân bằng trắng cài đặt sẵn, ví dụ như là bóng đèn sợi đốt này, bóng đèn neon này, ok, mặt trời. Và trong mỗi chế độ đó thì các bạn có thể sử dụng con lăn phía trước để điều chỉnh lại phần white balance shift ha, rất là dễ dàng. Chúng ta qua chế độ cân bằng trắng với đèn flash, chế độ cân bằng trắng khi trời nhiều mây, và chế độ chụp trong bóng râm, ok, như các bạn thấy. Và cuối cùng chúng ta đến với chế độ cân bằng trắng theo nhiệt độ màu như các bạn, có nghĩa là chúng ta sẽ đặt nhiệt độ màu theo bất kỳ giá trị nào chúng ta muốn. Ví dụ như ở trong trường hợp này, chúng ta đang để là 4770K. Để thay đổi giá trị này thì các bạn có thể giữ phím VWB và xoay con lăn phía trước như vậy. Các bạn sẽ thấy chiếc máy của chúng ta tăng giảm nhiệt độ màu khác nhau. Và chúng ta có thể giảm tối đa là 2000K và cao nhất là khoảng 10000K. Như các bạn thấy, rất là dễ đúng không? Trong điều kiện chụp bình thường dưới một ngày trời nắng thì chúng ta thường để 5000K. Và các bạn có thể tùy chỉnh thêm ở trong đây để cho chúng ta có một màu sắc đúng như chúng ta mong muốn, bằng cách giữ phím cân bằng trắng ở phía sau ha. Chúng ta vẫn giữ phím như vậy. Sau đó sử dụng phím điều hướng, các bạn sẽ chọn được nhiệt độ cân bằng trắng chính xác hơn. Ví dụ như chúng ta muốn 5010K thì chúng ta sẽ đẩy phím điều hướng đi lên như vậy. Các bạn thấy chúng ta có thể tùy chỉnh được nhiều hơn so với cách chúng ta xoay con lăn ở phía sau thân máy đúng không, và phía trước thân máy. Như vậy các bạn đã thấy với cách này chúng ta có thể điều chỉnh cân bằng trắng rất chi tiết so với cách chúng ta xoay con lăn ở phía trước thân máy. Ok, như vậy các bạn đã biết cách sử dụng phím điều hướng và con lăn phía trước và phía sau thân máy để kiểm soát nhiệt độ màu, cài đặt cân bằng trắng ở trên chiếc Nikon D750. Bây giờ chúng ta vào trong menu để tìm hiểu thêm về cân bằng trắng của chiếc máy này ha. Ok, ở trong menu của chiếc Nikon D750, chúng ta di chuyển vào trong phần cài đặt menu chụp ảnh ha. Ở trong đây chúng ta chọn đến cài đặt cân bằng trắng, sau đó nhấn phím đi qua bên phải thì các bạn sẽ thấy được tất cả các chế độ cân bằng trắng ở trong chiếc máy này. Đầu tiên đó là chế độ cân bằng trắng tự động. Chúng ta chỉ việc nhấn phím OK để bắt đầu sử dụng. Nếu như các bạn muốn cài đặt cân bằng trắng tự động chi tiết hơn thì nhấn phím đi qua bên phải. Các bạn muốn chụp chế độ bình thường thì chọn bình thường. Nếu như các bạn muốn giữ lại những tông màu ấm thì các bạn lựa chọn auto thứ hai ha. Ok, như trong trường hợp này thì mình không muốn sử dụng thì mình để giá trị mặc định như vậy. Ngoài ra chúng ta có tất cả những preset giống như ở trong bước đầu tiên mà các bạn chọn với phím tắt đó. Ví dụ như chúng ta có chụp với đèn sợi đốt, đèn floor và đèn flash đây. Ok,
ở trong cài đặt cân bằng trắng với nhiệt độ K cố định thì các bạn hãy nhấn phím đi qua bên phải. Ở trong đây các bạn có thể đặt nhiệt độ K giống như các bạn mong muốn một cách rất là dễ dàng. Chúng ta có thể thay đổi được từ 2.500K đến 10.000K. Và nếu như các bạn muốn kiểm soát qua balance sheet thì các bạn hãy di chuyển qua bảng bên cạnh ha. Tại đây chúng ta nhấn phím điều hướng đi lên hoặc đi xuống như vậy thôi. Chúng ta sẽ bù trừ vào nhiệt độ K đã xác định ở bên cạnh bằng cách thay đổi ở trong đây thôi. Bức ảnh của chúng ta sẽ ở mức trung bình, hồng hơn hoặc xanh hơn như vậy. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu chi tiết cách cài đặt và bù trừ cân bằng trắng bằng phím tắt cũng như ở trong menu của chiếc Nikon D750. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Và cũng đừng quên quay lại vào thứ năm tuần tới để tìm hiểu thêm những video khác về chiếc Nikon D750 ha. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bye bye.